Mỗi buổi sáng, khi chúng ta đặt những bước chân đầu tiên vào cổng trường, sẽ là một cảm giác thật trong lành. Cái trong lành của không khí sớm mai, trong lành của làn sương đêm đang tan trong nắng sớm, trong lành của màu xanh cây cối trong khuôn viên nhà trường, trong lành của muôn hoa đua sắc trong từng bồn cây. Nhưng chúng ta thường ít khi để ý, để có được vẻ đẹp trong lành thuần khiết của không gian đó là bàn tay thầm lặng vun vén của rất nhiều những con người phía sau. Nữ ca sĩ Olga Bogos từng thốt lên: "Tránh đụng vào cây mùa lá rụng", một cách rất tha thiết để nói về tình yêu thầm lặng. Lá rụng trong thơ lãng mạn và thi vị đến vậy, nhưng với những người làm ở tổ công tác vệ sinh môi trường, mùa lá rụng là một mùa vất vả. Buổi sáng thường bắt đầu từ lúc tinh mơ, khi cả thành phố mới trở mình thức giấc, và buổi tối thường kết thúc lúc ánh đèn đã sáng bừng góc sân. Để giữ được sân sạch lá, thành viên của tổ vệ sinh môi trường phải dùng gậy đập lên những cành cây cho lá vàng rụng hết, sau đó mới quét. Nhưng có lẽ cực nhất là những ngày mưa, lá theo nước mưa dính chặt vào nền, phải rất khó khăn để làm cho sạch được những lớp lá bé xíu. Ấy vậy nhưng, dù mùa lá rụng, mùa mưa hay mùa nào chăng nữa, những thành viên của tổ vệ sinh môi trường, phòng quản trị vẫn cần mẫn với công việc dọn dẹp đó, để mỗi sáng mai khi chúng ta bước chân vào cổng trường là cả một khuôn viên rộng, sạch đang mở ra trước mắt. Và những khóm hoa tươi sắc đang bừng lên giữa nắng mai như một sự khẳng định về sự cần mẫn và bền bỉ đó. Để giữ cho cây và hoa tươi tốt vào những tháng hè nắng nóng, mấy ai hiểu được sự vất vả của những người chăm cây. Họ phải đến từ sáng sớm và ở lại đến tối muộn, khi cái nắng nóng đã dịu bớt thì mới có thể thực hiện tưới nước chăm cây. Công việc tuy vất vả là vậy, nhưng mỗi thành viên của tổ vệ sinh môi trường vẫn luôn nở một nụ cười trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Là người có thâm niên làm việc lâu nhất tại tổ với gần 20 năm kinh nghiệm, chị Nguyễn Thị Dầu, tổ trưởng, đã chia sẻ với chúng tôi về khối lượng công việc của tổ. Thứ nhất là chị vào trước hết là quan sát khuôn viên cảnh quan của trường mình có phát sinh cái vấn đề gì không. Nếu không ấy thì bắt đầu là chị vào bước vào công việc chính của mình là quét cái sân vận động cho học sinh. Trong trước lúc 7 rưỡi là bọn chị phải bắt đầu từ khoảng ai đi sớm thì 5 rưỡi có mặt, hoặc là muộn hơn một chút 6 giờ kém chẳng hạn, nên là có mặt ở sân vận động. Mọi người làm việc đến tầm 7 rưỡi là cái sân vận động của mình xong để cho các em vào học. Sân vận động đã xong thì chị lại phân công cho chị em lại vào một các nhiệm vụ của mình. Ví dụ như là chị Tuyết, thường thường là chị phân nhiệm vụ là tưới cây của khu vực nhà A. Còn chị Liên thì cái khu vực nhà A1 nó hơi vất vả một chút, là chị phải dòng dây hơi xa để kéo cái xe bò để chị lại phải tưới khu vực của cây cao của vườn của nhà A1 lại phải riêng. Xong cái khu vực đấy thì chị Tuyết với chị Sáu thì trở lại kéo xe tưới ở cái khu đường trục của mình. Còn lại chị Trinh thì là đi trước quét sạch sẽ các gốc cây, xong quay lại để cho các chị em người ta tưới cho sạch sẽ. Còn về phần việc của mình, như của chị thì đã phân việc xong thì chị trở về làm khu vực của D2 và D3, chị tưới hết phần việc của mình. Đấy là phần việc buổi sáng của bọn chị. Còn tiếp theo là buổi chiều, thì ngoài thời gian buổi sáng hết việc tưới cây là đã xong rồi, thì buổi chiều bọn chị quay sang quét lại các vườn cây của mình xem có lá rác hoặc cỏ cho nhổ, và cũng có hôm như là phun thuốc sâu, cắt tỉa cây cành, nghĩa là có cái gì phát sinh ví dụ bón phân chẳng hạn như vậy. Ví dụ ngày hôm nay không hết việc ta lại để ngày mai ta lại xử lý tiếp. Nghĩa là thường thường buổi chiều là những công việc như vậy. Công việc với đặc thù riêng như vậy, nhưng các chị cũng rất khéo léo để thu xếp thời gian, vừa đảm bảo công việc cơ quan, vừa đảm bảo việc gia đình. Mùa đông ấy, chị lại sắp lịch trình là đi chợ sớm, nấu cơm luôn buổi sáng, xào nấu luôn. Thì cơm chỉ còn đến trưa chị về chị mới cắm. Thì là chị đi sớm thì chị xào xong rồi, chị để đấy. Đến lúc chị về thì là chị đã có đồ sẵn, chị để bỏ ra hâm lại để ăn thôi. Còn thời gian vào mùa hè ấy thì nói thật với em là đến 10 giờ chị được nghỉ thì mới đi chợ được. Nếu mà hôm nào mà ra thực sự với em là hết ý, thì đầu giờ chiều chị lại phải đi sớm, mua xong sách về quẳng vào tủ, xong rồi mới lại bắt đầu quay vào làm công việc buổi chiều. Tối về chị tranh thủ chị nấu thì cũng không mấy thời gian mà xong. Đấy thì mọi công việc đấy thì là cũng ổn.
Trong thời gian qua, mặc dù sinh viên học trực tuyến, công việc của tổ vệ sinh môi trường được giảm áp lực về thời gian dọn sân vận động, nhưng các chị vẫn miệt mài với công việc chăm sóc cây, dọn dẹp vệ sinh. Bởi vậy, bất kỳ thời điểm nào khi bước chân vào cổng trường đều mang lại cái cảm giác trong lành, sạch đẹp, vườn hoa bốn mùa tươi thắm khỏe sắc. Cái màu xanh mướt của lá, cái rực rỡ của hoa chính là một lời khẳng định cho công việc thầm lặng làm đẹp khuôn viên nhà trường của tổ vệ sinh môi trường.